Em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Rồi còn Olizin luôn. Dạ, nguyên Olizin. Olizin luôn. Dạ, nguyên Zin, nguyên đai, nguyên kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Nếu như mà hai người đồng ý hẹn hò đó thì khoảng bao lâu mình cho đàn trai bước tới? Bước tới là bước tới giai đoạn nào anh? Giai đoạn hôn nhân luôn đó. Em sẵn sàng rồi anh. Về lý thuyết là em đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi anh. Đó là thỉnh thoảng là anh cũng có thấy gái xinh thì anh vẫn ngắm nha. Thấy gái xinh mà không ngắm thì em lo hơn anh ạ. À. Trời ơi. Trời ơi, bao dung dữ vậy. Dạ. Tức là thấy gái xinh là phải ngắm đó mà. Ngắm nhưng mà đừng có hành động gì sau lưng em là được. À, chịu dạ. Ngắm thôi. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. À, chào các khán giả trong trường quay. Rồi ngồi đi bình tĩnh nào. Dạ. Em tên gì? Dạ. Em tên là Nguyễn Duy Thành. Hôm nay là vừa tròn 32 tuổi. À. Hôm nay là vừa tròn có nghĩa là hôm nay sinh nhật em à? Dạ đúng sao? Rồi, hôm nay là sinh nhật em chị. Oh, happy birthday. Trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong việc bấm nút. Dạ em thì sinh ra ở Đắk Lắk nhưng mà quê gốc là ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang làm điện lạnh và có mở một shop thời trang ở Đắk Lắk. Rồi, còn mời đàn gái. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn em ngồi bên kia cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Hải Yến, năm nay em 29 tuổi. Quê của em là ở Hà Tĩnh nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Thì hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là chuyên viên tổ chức nhân sự. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là thân thiện, gần gũi và luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em là người sống nội tâm và suy nghĩ hơi nhiều nên là rất là khó quyết đoán khi đưa ra cái quyết định nào đó. Mời bạn trai. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm là em, gì? Em ưu điểm thì nói chung là mọi người thì nói là cũng hiền lành. Em thì biết nấu ăn. Công việc trong nhà thì em là dân kỹ thuật cho nên em có thể làm được hết. Nhưng mà em có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em có hơi nóng tính. Và làm điện lạnh mình phải lạnh tính chứ sao nóng tính. Nếu mà trong công việc thì em rất là nghiêm túc. Làm việc thì đến nơi đến chỗ này. Rồi, được tình duyên bên đàn gái thế nào? Nói thật với tất cả mọi người trong trường quay hôm nay là em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Rồi còn Olizin luôn. Dạ, nguyên Olizin. Olizin luôn. Dạ, nguyên Zin, nguyên đai, nguyên kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Dạ, em cũng đang mong có món quà lớn nhất đời của em hôm nay đó chị ơi. Bên đây trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì chính thức thì mới có một mối tình thôi. Quen biết khoảng 2 năm nhưng mà sau đó không hợp thì cũng chia tay. Lâu chưa? Dạ, cũng hơn 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình xóa nháp đi. Mình làm lại từ đầu ha. Đây là mối tình coi như là có thể mối tình cuối. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em không quá kén chọn mà cũng không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Em chỉ cần một người là bên ngoài thì phải tương đối dễ nhìn. Là một người đàn ông chân thành và đem đến cho em cảm giác ấm áp và có thể tin tưởng được, có công việc ổn định nào. Còn bạn bên kia? Em muốn mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Chỉ yêu cầu người đó cao trên 1m55 và tính tình thì có thể pha trộn một chút giữa hiện đại và có thể mình công tránh. Rồi em không thích ở bạn nữ cái điều gì? Dạ, em không thích ở bạn nữ là nếu mà trang điểm lè lè quá hoặc là nhuộm tóc nhiều màu thì em cũng không thích ạ. Nhiều khi son là môi trên đỏ, môi dưới tím, chứ nó lạ gì chẳng hạn. Tao thích sao tao làm điểm, sao tao thấy đẹp là được rồi. Còn em thì sao? Cái điểm mà em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích người bạn trai hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Ảnh dành là thời gian quá nhiều cho những mối quan hệ bên ngoài á. Mà không có sự quan tâm tới gia đình. Có lẽ em không thích người đàn ông là keyboard, gia trưởng. Có cái gì trong đó không em? Có thể em có tính hơi tiết kiệm một xíu chứ không đến mức mà keyboard keo kiệt. Tiết kiệm khác, keyboard khác.
Dạ. Và em thì không hút thuốc và không uống rượu. À không phải là không uống rượu, nhưng rượu thì có thể uống một ít với bạn bè. Em thấy anh hiền mà. Dạ. Em rất là hiền mà anh nghĩ em không bao giờ có những cái tính cờ bạc rượu chè lăng nhăng kia đâu nha. Dạ em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Nếu như mà hai người đồng ý hẹn hò đó thì khoảng bao lâu mình cho đàn trai bước tới? Bước tới là bước tới giai đoạn nào anh? Giai đoạn hôn nhân luôn đó. Em sẵn sàng rồi anh. Về lý thuyết là em đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi anh. Hôm nay người ta 29 dạ. tuổi rồi à. Thì bên kia chuẩn bị là mình bước tới là đón đó. Dạ em cũng nhưng vậy mà em đó. Đã chuẩn bị gì cho cái cuộc bước tới đó chưa? Dạ nói chung là công việc thì hiện tại ở quê ổn định. Nếu mà rồi. Bạn về quê với em thì chắc chắn là đầy đủ hết rồi. Có nhà cửa chưa? Dạ có rồi. Còn bạn không về quê mà muốn lập nghiệp ở tại nơi bạn thì được không? Trước đây em có làm việc ở Sài Gòn gần chục năm và em cũng mới về. Thì công việc ở đây em cũng khá là ổn định. Nếu mà muốn xuống đây làm lại thì em vẫn có thể làm rồi, được. Rồi dễ luôn. Chào chị ạ. Chị thấy là được đó. Mặt rất là phúc hậu nha. Đúng rồi. Cậu con trai này hiền á. Đứng về mặt phụ huynh là chịu đó. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với vợ chồng em trai. Và có chị bạn thân. Nói chung là ở Sài Gòn này thì chị giống như gia đình thứ hai của em á. Chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh. Nếu mà nói về kinh tế thì bên đàn gái cũng an tâm. Cái thứ hai là em này không có rượu chè bê bết gì hết mà lo làm ăn chí thú dữ lắm. Và nhận xét bên đàn gái thì thấy em gái rất là xinh, hiền. Hai bạn đến đây thì hãy cho nhau cơ hội. Chị xin chúc chương trình thành công. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn thân từ thời đại học và các chị em ở trong công ty. Dạ chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thì theo em thấy là đối với bạn nam bên đây thì cũng khá là hiền lành và chân thật. Yến thì là một người rất là dịu dàng, tức là thuộc mẫu phụ nữ ngoan hiền lắm. Nên là em nghĩ là hai bạn cũng cùng quê nữa. Nói chung là mọi thứ thì có lẽ là nên cho nhau cái cơ hội để mà tìm hiểu kỹ về nhau hơn. Thuận lợi đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Yên tâm này ha. Bây giờ thì mở rào. Chào bạn. Dạ em chào anh. Dạ. Với chương trình ngày hôm nay em có món quà nhỏ tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Thì hiện tại đây là cái khung hình. Trên khung hình thì đang thể hiện là một chàng trai cô đơn đang đi tìm nửa kia của mình. Thì em hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay á, anh sẽ tháo cái bức tranh chàng trai cô đơn này ra để lắp vào bằng hình ảnh của anh cùng người mà anh đang đi tìm kiếm. Và sau đó thì anh sẽ nhân đôi số lượng lên là thay vì hình anh người đó và hình của những đứa trẻ. Rồi cảm ơn em người nhé. Thôi dễ thương quá. Còn đây là một quyển sách. Anh rất là thích quyển sách này. Nó có những cái mẩu chuyện nhỏ trong đó về cuộc sống và rất là ý nghĩa. Dạ em cảm ơn anh ạ. Còn một món quà nữa. Anh thì không có khéo tay, không biết được làm đồ handmade, cho nên anh có đồ Hindu vậy. Đây là trứng gà từ tay anh nuôi từ nhỏ đến lớn và mang đến để tặng em. Trời ơi trứng gà hả? Dạ. Trời ơi, đây là trứng gà của nhà luôn ạ. Mới gặp mặt thì em có cảm nghĩ gì về anh không nhờ? Thì cũng đúng như là chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và bạn em nhận xét. Nhìn anh rất là chững chạc, chân thành. Còn anh thì có nhận xét gì về em không ạ? Anh thì nhận xét là em cũng rất là trông rất là hiền, cũng dễ thương. Thì nói chung là anh còn có một sở thích nữa mà không biết là em có không thích không? Đó là thỉnh thoảng là anh cũng có thấy gái xinh thì anh vẫn ngắm nha. Thấy gái xinh mà không ngắm thì em lo hơn anh ạ. Trời ơi em bao dung dữ vậy. Dạ. Tức là thấy gái xinh là phải ngắm đó mà. Ngắm nhưng mà đừng có hành động gì sau lưng em là được. Chịu ngắm thôi. Hiện tại là anh đang công mở shop thời trang ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Vậy trong thời gian mà tìm hiểu á, thì lúc mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh hả? Thì nếu mà hẹn hò thì có thể một vài tuần gì đó anh có thể xuống thăm em một lần. Rồi sau đó mình đón ở quê luôn. Mình để ở quê xa luôn. Cực quá ha. Bây giờ tính đi, nếu mà hai đứa thực sự mà muốn tìm hiểu thì là hoặc đứa này lên núi hoặc đứa kia xuống non đi. Nhưng mà nói thật là em định hướng phát triển sự nghiệp của em ở thành phố ấy.
Cái đó anh có thể tìm hiểu thêm, tại vì định hướng của anh là vẫn có thể xuống Sài Gòn làm việc được. Cho nên là anh muốn nếu mà em ổn định ở đây thì anh có thể tìm công việc ở đây để anh làm. Lâu lâu cởi voi xuống Sài Gòn nữa. Dạ. Bây giờ mình nếu như mình kết hôn thì tiền bạc ai quản lý, rồi con cái mong muốn thế nào, con trai con gái gì đó, quan điểm của từng bạn. Anh nói anh rất tiết kiệm đúng không? Đúng thì rồi. Em nghĩ là như vậy thì em không cần quản lý đâu ạ. Để cho anh quản lý của anh, em quản lý của em cũng được. Nhưng mà cần hàng tháng báo cáo giùm em cái số dư. Dạ, căng nha. Dạ, còn con thì em trai gái cũng được. Nói chung về tiền bạc thì anh cũng có cùng suy nghĩ đó. Tức là tiền thì mình có thể có một quỹ chung, nhưng mà mọi người có thể quản lý tiền riêng của mình, chứ không nhất thiết là phải đưa về một ai đó quản lý. Có thể những việc lớn thì mình bàn bạc với nhau, nhưng mà những việc nhỏ nhỏ thì có thể tự chi, không cần phải bàn. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay bạn gái, để chúng ta trao cảm xúc cho nhau, cảm nhận về nhau đi, rồi mình tiến hành bấm nút. Anh thì trước giờ cũng không hát, không biết hát. Thôi thì anh hát vài câu mới tập đi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ thôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Dạ hết ạ. Bạn gái hát. Rồi cảm ơn anh. Ra là em không có năng khiếu về hát, nhưng mà tại vì hôm nay là sinh nhật của bạn nam á, thì em cũng xin được bạo gan hát một đoạn ngắn. Và em xin hát một đoạn cho bài Phố Hoa. Nụ hoa thắm như giọt sương ban mai, nhìn là mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thành thang phố hoa nắng vừa lên môi rồi, anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó những lời yêu mê say, là một xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người. Đôi khi hờn ghen, đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em con tim tình yêu trao anh. Dạ, em cảm ơn. Rồi, trở về vị trí đi các bạn. Chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Kiểm tra lại con tim mình đi các bạn. Phải có trách nhiệm trong lời nói và trách nhiệm trong sự quyết định của mình. 3 2 1 1 Wow. Chúc mừng. Em trai đã bấm ngay từ lúc chưa đếm luôn. Em gái vẫn còn suy nghĩ còn... Không, em đợi anh đếm hả? Đợi anh đếm nữa hả? Dạ. Người ta làm đúng nguyên tắc, còn ông kia là vô nguyên tắc. Cứ tình cảm yêu xúc mà tới đâu cảm xúc vỡ hòa là chúng ta cứ đến. Thực sự hôm nay là ngày sinh nhật của em. Em rất là may mắn trong ngày hôm nay. Đây là người con trai đầu tiên của bạn này đó. Nhiệm vụ của mình là đặt nụ hôn đầu tiên. Chúng ta bắt đầu nào. Em đồng ý không? Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À? Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm. Đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ, cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký bạn muốn hẹn hò. Cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp nếu thoát được ế. Cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ.
Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À, em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm à. Em học dược trung hay là? Dạ dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. À, người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? À, dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tính tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của em. Tính tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó ha. Dạ không, vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ. Anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen không bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái sao? Dạ em có 3 mối tình. À mối tình sâu đậm nhất là dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện được. Trời ơi bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Ôi, chào em gái xinh đẹp. Chào chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi. Coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Dạ, không có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen á, cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực bự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực bự chị em? Cũng... Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đừng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa?
Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, rồi. Dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được trời ơi. Đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. Bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. Mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất liền chỉ tiêu. Giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu rồi. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Cái gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần ạ. Ủa, làm nó gì? Nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ. Ủa, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng sai của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà lẻ móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè? Đứng lên thì kiểm tra. Dạ. Thôi. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Dạ. Em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Thì bạn nó bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. Được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. Dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. Theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? Tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. Dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ, con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn. Nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. Cô chào chú. Dạ. Rồi, bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè, Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia nhau sao đúng không? Dạ tiến tới phía trước đi cô. Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây Long An. Nếu như mà mình có duyên á về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà. Về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không?
Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp em rất là xinh, anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi, nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ứng ứng ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái này thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thuốc tây khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm em đi làm 2 năm tại em. Dạ nghỉ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thuốc tây thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. À, không tới đâu. Anh thấy không tới. Em nghĩ là hơn anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn gì đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi, vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu. Nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp. Tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì 1 tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Em làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực ạ, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì rồi. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Tại vì anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt đó. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nổi đâu. Bạn gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. Tốt. Nguyên nhà giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu,
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng thế lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là những vé xem phim. Tìm rồi, nhau chúc các bạn hạnh phúc. Trời ơi đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời, dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27 em? Thì bây giờ mới đó. Phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện, hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái, con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? À, em cũng không biết nữa chị. Không biết nữa chị ơi. Cũng thích đập lắm. Gì vậy? Gì mà hung à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần cái mạnh mẽ nè. Đó. Là Hiền, em 26 tuổi và em tính từ Thanh Hóa. Em đang làm gì? Dạ em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ. Dạ quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ thành phố Vũng Tàu và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị, có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền hả? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng
được đẹp trai đó. được phải không? Em sanh Linh ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung mà em hát cái bài gì xìu quá vậy. Tình cảm thì mình mới đẩy tiết tấu lên. Đừng có bên đây người ta đang nói chuyện, đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình, đúng không? Em là người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng đó. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ, chị nói trời ơi, trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy. Đấy, có trước thể. Khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn. Đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng đó. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng à. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công làng trai vậy, tự tự nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cũng là sôi với được. Cho nên là ấm hả? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ta đây, ta đây, rồi. Ta đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không? Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26? Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được đó. Nè mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. À. Thử câu rồi bé. Dạ được, thử câu. Nào. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm. Vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi. Dù cuộc đời sóng gió có mơ mệt thì anh hãy quay về đây. Em lo lắng cho anh. Cái câu chúc hạ là câu đó thôi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bấy nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng? Từ mét 9 cho lên. Để đi anh. Để anh lo. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè. coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Một cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là anh cũng ngon đó. Em yên tâm, anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Thấy em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy? Biết nấu ăn về khuyết điểm không biết nấu ăn? Không thích nấu ăn. À. Dạ. Nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu lười đi chơi chứ có người yêu rồi bắt đi chơi hoài à? Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Rồi, bây giờ em tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe chứ nè. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Ê. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên thùng kiện nha. Còn có tem nha. Của em. Em cũng xinh gái. Ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùn giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đủi rồi tóc tai dài này kia nữa. Thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Ủa em gầy chứ đâu phải, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như xói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. 28 tuổi nhưng mà nhìn tưởng còn... đâu là 21, 22 thôi hả? À. Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe tôi nói hả, lúc ta ổn cái trạng thái cơ thể nó không có tốt á.
nó đen đủi rồi nó ốm. Cái đó quá là về hình dáng thôi, còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đủi với cái ốm. Khác người ta thấy ta không yêu, ta không có, ta sợ giống. Thì bây giờ mới á. Phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện, hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á, thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy ngay khác... lúc đấy, ngay khác... lúc đấy. Ngay lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc đó em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai anh ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích lắm. Thích lắm. Em ơi, nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chứ. Có nhiều đấy à. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi? Dạ. Mối tình cũng kéo dài, tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng có một gia đình, nhưng người đó không đáp ứng được cho em. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Chưa có nắm là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, cũng thích đập lắm. Vậy em muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu của em hơi có da có thịt một tí. Em muốn thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. Em thích tập, mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Cái bề ngoài anh kiểu như là có da có thịt. Có da có thịt, tức là mập cũng được đó. Em ơi, em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá trời, em thấy có gì? Ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Em 1m67 lần đó. Biết ông chưa? Ơi 1m67 là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình đúng hai rồi. Bên đi. Này em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ em, chị em. Em trai, em họ. Trời bản thân ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại rồi. Gia đình ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ em chào chị. Đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được á, thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ, dạ. Chào hai MC, chào tất cả các vị khán giả, chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ ra dấu rồi đó, nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi, cảm ơn gia đình. Trai đi với ai? Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Nhưng tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng đó, khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm Minh thì, không? Thì riêng về khoản các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Minh rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai có bạn gái. Em ấy luôn. Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái. Ở chung bây giờ lại cũng ế luôn. Hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người.
Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ không? Đâu ra đấy trời ơi. Thì phải hỏi chứ. Hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm? Dạ không ạ. Ừ, không luôn. Có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với mình. Thì nếu mà mình không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu mình không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Rồi em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa. Mạnh mẽ nha. Lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào quá. Cảm ơn em. Dạ. Thôi, tối nay về coi như ngủ có cái quạt. Mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng lại em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ. Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à. Cháu mời cô, mời chị cùng các em. Nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy. Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy anh đang là... đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Chận liền chứ em, chận liền chứ mắc gì trời. Chụm liền không chị? Chị là chận xe tại chỗ liền. Hỏi anh đang đi với ai? Cô này là cái gì? Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt theo. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi. Trời mắc cười quá, hỏi chối sao, khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi. Chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe, anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý, hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn? Ờ, thì tại làm vì em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được. Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa. Tại vì em làm biếng ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2. Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Anh mà máy cầm hai cái cặp này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng. Chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình, mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân, cháu hứa với cô rằng
con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chậm mà chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ơi. Đây. Hôn má, cái phọt mát của người ta là hôn má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông hôn cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hôn à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn á chứ thiệt á. Nhớ là có tin vui là báo liền nha. Rất là đẹp đôi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đưa tặng các bạn. Đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì nó cũng kiểu như nhỏ 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 cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt nhanh. Cái gì cũng nhỏ 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 là sao? Cái người á, mắt mũi miệng cái gì cũng nhỏ. À dạ. Nghe phần tò mò của ta. Nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái thì dễ thương, mi nhon. À không luôn, cái đó không quậy. Xin thì là ngủ nhậu vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái trước nha. Xin chào MC Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia. Em tên Đồng, có năm nay 30 tuổi, em làm nghề xây dựng ạ. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì cụ thể á? Dạ làm hết luôn ạ. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa. Bách Khoa ra. À rồi kỹ sư xây dựng đó. Dạ. Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú. À dạ. Mở công ty riêng mình luôn ha. Dạ dạ dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Đồng là gì? Dạ ưu điểm của em là có chí chịu khó, chịu cực chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Dạ. Lý lịch trích ngang của Đồng bên đây là vậy đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. À, em khá là tự lập á, với lại là em thích sự gọn gàng sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em á là em nấu ăn không được ngon, với lại em có một cái tính đó là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với lại mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á, dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á, cái người bạn nhiều khi đó, nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì sao? Thật ra bên nhà gái rất là gọi là lanh, tự tin nha, lạc quan luôn á. Dạ, còn bên nhà trai hơi hiền, nhút nhát chút xíu nhưng mà cũng rất là bản lĩnh luôn. Em trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có 1-2 mối tình rồi ạ. 1 hay là 2 hay là 1.5? Dạ một mối tình là được 6 năm ạ. Còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi là cái đó. À dạ. Học sinh rồi. Dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bà nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng. 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời. Dạ. Vậy thì dạ. Giận riết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay là giận, tự em rút lui? Giận giận luôn đó. Em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Dạ, cũng còn chút đỉnh thôi ạ. À. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Để tôi qua tôi ngó. Nghe chút đỉnh là nhà gái qua liền đó. Dạ, dạ chào bạn. Mình còn nhớ chút đỉnh là sao? Có còn vấn vương không? Dạ không ạ.
giống như phép chia đó chị, chia hoài để nó dần về không chứ không bằng không được á. Bây giờ thí dụ người ta kêu ta có ý người ta quay lại là sao? Dạ không, không đâu ạ. Dạ. Không đâu ạ, là sao, là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối? Dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng dạ. Có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không? Rồi, tức okay. Là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu, tôi mới gả gái qua cho chứ. Mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha. Đúng rồi, nhạy cảm lắm đó. Mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa, thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó. Dạ, dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu thì mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè? Dạ, người yêu hiền, biết chăm lo gia đình, nhìn có duyên. Có duyên. Cô này có duyên lắm, dễ thương lắm. Lanh lẹ, người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ nhỏ nhỏ, cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt. Cái gì cũng nhỏ nhỏ là sao? Cái người á, mắt, mũi, miệng, cái gì cũng nhỏ. À vậy à, nghe tôi tò mò quá ta. À, để coi có gì nhỏ 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 nhỏ, gì cũng nhỏ nhỏ chút. Nhỏ nhỏ ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Để qua kiểm tra nhà gái coi sao nha. À, chào cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Cảm ơn ha. Nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi, có ý kiến gì không? Có sợ là quay trở lại với mối tình đó không? Ờ, dạ anh, là đối với cá nhân em á, ví dụ như khi mà cái người đó mà họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực. Thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được. Cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn. Tại vì mình nghĩ rằng là mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi. Hay quá. Chị chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối thì nó cũng kinh nghiệm nhỏ ha. Mà yêu nhất. Hồi nhỏ mà yêu quá ha. Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ. Ồ. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á, thì xảy ra nhiều cái xung đột và tại em cãi nhau nhiều á. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới, chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn. Dạ. Chính ra cô gái bên đây lạc quan hơn, gọi là trải nghiệm nhiều hơn, mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa. Đúng đó rồi. Ha, mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á, với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em. Tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo, em thích dữ lắm. Cho nên là em cũng mong muốn họ cũng cái sở thích giống như mình. Dạ, em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong tình yêu á, và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn. Bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình á, người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống, như là công việc nhà chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống. Rồi, nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có nhà nuôi chó mèo nào không? Dạ em thì khoái chó mèo lắm, nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ. Dạ, có yêu, chó, yêu mèo, chó mèo nhưng mà yêu động vật lắm. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân thôi. Đúng rồi chứ... mình gặp người thân đi. Dạ em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với lại em gái của em ạ. Dạ xin chào chú Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Vi, em gái của chị Viễn. Hồi nãy giờ theo em quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ. Em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ em đi với em ruột ạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là tên Đông, em có ruột có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì chắc thấy chị bên này cũng có nét, thì cũng nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc nghe chị cũng thể nào hợp nhau. À, hợp nhau hả? Thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau, biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc. Mở rào. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em nhìn chàng trai này thấy sao? Dạ, cao thấy... ráo đúng với tiêu chuẩn của mình không? Dạ đúng ạ, thấy ảnh cao ráo ạ. Dạ. Còn em trai nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái rồi nhỉ, dễ thương mignon nhon. Rồi bây giờ mình về vị trí đi. Cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á, mà anh cảm nhận là như thế nào? Có giống em không? À giống em.
Ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến, và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Nói chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mỗi công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau hơn nữa là anh muốn là về quê với anh ở Kiên Giang á. Thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á thì anh mong muốn là cái người tương lai của anh là sẽ về quê đúng không ạ? Đúng rồi. Thì thật ra cái vấn đề làm dâu á thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề lắm anh. Tại vì nhiều khi nó liên quan tới, ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ. Rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không? Em không cần phải giàu có, em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi. Tại vì cái ngành của em á, khi mà về quê thì nó rất là khó làm. Dạ. Em có sợ khổ không? Khổ thì em không sợ khổ, nhưng mà em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á, họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nó vui vẻ, lạc quan. Thì anh có làm được cái điều đó không? Được em. Dạ. Chắc chắn được. Được là được nha, chứ không phải lên sóng truyền hình kêu. Dạ được nha. Hay đó. Tức là mình sống có thể khổ nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được. Dạ. Bây giờ hẹn hò thế nào các bạn? Ví dụ như anh bình thường đi làm á, anh làm anh có hay tăng ca không? À quên, anh là chủ mà hả? Cũng dạ. Tự làm đêm nhiều lắm em. Làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á. Anh có thời gian rảnh rỗi không? Có chứ. Dạ. Sắp xếp được hết. Cuối tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ? Nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à, không có ràng buộc gì. Với lại anh thì cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn rồi mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Xỉn thì là ngủ nhậu thôi. Vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. Với lại không có quản lý chặt quá đó em. Có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ anh ạ. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu, cho nên là anh cũng yên tâm. Thật ra bạn ấy đã làm giám đốc công ty, tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm, là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha. Anh nghĩ rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau rất là đúng nhiều. Đúng rồi, thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó hơi ngần ngại. Cho nên chắc có lẽ là hai bạn cần phải đúng rồi tiếp xúc với nhau gần hơn một chút, chạm tay nhau để xem coi là ví dụ chúng ta cần có luồng điện đó nào chạy qua người không. Nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi. Thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó? Thì mong muốn bạn gái là sâu sắc chút, biết chăm lo gia đình nữa đó. Còn em thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng, có cái cãi nhau thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn, để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ gì giữa mắt tay đối tác vậy, nắm tay người hai cái tay rồi nhìn nhau hát một câu nào đó. Tại vì em hát cũng không hay lắm á, cho nên là hy vọng là anh nghe được. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi nỗi đau còn vương lại, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Em quên, em nhớ đó hả? Tại thực sự là em chuẩn bị hát cũng dài lắm, em quên. Rồi, ok, trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu luôn. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Hãy giữ lấy, nắm chặt tay cô ấy, đừng buông ra. Hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Rồi, đây là những món quà mà chúng ta sẽ nhận được từ chương trình. Hãy đưa đi những cái nơi nào các bạn có thể thích.
và hãy nói nhau những lời yêu thương nhất. Chúc các bạn hạnh phúc. Nó có hơi chênh lệch chút xíu. Chênh lệch về ngoại hình thôi. Nhưng mà thật sự ra hai bạn này mà ôm nhau thì sẽ có một cái hình ảnh rất là lãng mạn. Bởi vì bạn gái sẽ rất là nhỏ xíu ở bên cạnh bạn trai. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy mau đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời.